đỡ lời cho đôi bên gia đình, đặc biệt đỡ lời cho đôi duyên mới Thanh Hương và Đức Hiệu, xin được gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, cách đây mới một tuần thôi thì những cánh thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh từ phía gia đình chúng tôi đã như những cánh én nhỏ tung bay trên khắp mọi nẻo đường để loan báo với quý vị về tin vui của đại gia đình chúng tôi. Ấy vậy mà ngày hôm nay đây, cơn gió nhẹ đã thổi hương hạnh phúc tới các phòng hạnh phúc của gia đình họ nhà gái chúng tôi, để gia đình chúng tôi được long trọng đón tiếp sự hiện diện của quý vị trở về với không gian vô cùng trang trọng và lịch sự. Kính thưa các quý vị, quý ông, quý bà, cùng cô dì, chú bác, nội ngoại, anh em, bạn bè của hai cháu. Kính thưa toàn thể hội hôn, trước khi đôi lời phát biểu, tôi được xin kính chúc toàn bộ các quý cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác của họ nhà gái một lời chào trân trọng nhất. Và cũng xin được cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và đầy tình nghĩa của họ nhà gái dành cho phái đoàn họ nhà trai chúng tôi. Kính thưa toàn thể, quan viên này họ, kính thưa các vị khách quý có mặt trong buổi lễ vu quy ngày hôm nay, tôi là ông của cháu Thanh Hương, đại diện cho gia đình họ nhà gái, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị có mặt trong buổi lễ vu quy ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị, qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Thanh Hương và Đức Hiệu, được sự vun đắp và nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng ý của chính quyền địa phương và các thủ tục lễ nghi, đến ngày hôm nay phái đoàn gia đình hoàn là trai chọn ngày lành, giờ lành, tháng tốt để lên đưa cháu về làm dâu quan trong họ. Một lần nữa, tôi thay mặt cho đoàn mọi nhà gái xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị có mặt trong buổi lễ vu quy hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tới lời phát biểu cũng như lời đáp từ phía vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Che nắng che mưa, nón trắng che chở sáng trưa tới chiều, nón trắng nhắn nhủ bao điều, rong biển rể thảo sớm chiều đoàn viên. Như trong pháo tay của quý vị đâu rồi ạ? Vâng, xin được cảm ơn những tình cảm của quý vị rất nhiều ạ. Vâng, và ngay sau món quà yêu thương đến từ bố mẹ, xin được chào đón món quà đến từ Đắk Lắk ạ. Vâng ạ, đây là một món quà. Vâng ạ, liên tiếp với chương trình quà tặng cho ngày hôm nay, xin được chào đón món quà đến từ chị gái của cô dâu ạ.
chồng nào có đây. Thank you.